Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhằm tiếp tục mở rộng thị trường phim phát hành tại Việt Nam, Megastar đã khai trương rạp chiếu thứ 9 của mình trên toàn quốc và là rạp chiếu thứ 2 ở Hà Nội tại tòa nhà Picomon 229 Tây Sơn. Với diện tích 2.300m2 tại tầng 5 của trung tâm thương mại Picomon, thiết kế hoàn toàn mới của Megastar Picomon với 7 phòng chiếu phim và 1.150 chỗ ngồi. Đây tiếp tục là điểm đến của nghệ thuật điện ảnh, mang đến những bộ phim bom tấn của thế giới đến với khán giả. Chúng tôi tin rằng thị trường phim ảnh Việt Nam đang tiến vào thời kỳ vàng son của sự tăng trưởng. Đây là cơ hội cho tất cả các nhà đầu tư trong thị trường điện ảnh, và hơn hết là điều này có lợi cho chính khán giả đến rạp. Năm 2012 này, Megastar tiếp tục phát hành những bộ phim bom tấn của Hollywood. Có thể kể đến như Madagascar 4, IS 4, hay John Carter, Hừng Đông phần 2, hứa hẹn sẽ là những bộ phim mang lại doanh thu triệu đô. Việc mở cửa thêm một cụm rạp nữa có phần thúc đẩy doanh thu tăng khoảng 40% so với năm 2011. Khai trương cụm rạp chiếu phim đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2005, Megastar Cineplex hiện đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Biên Hòa, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm đến rạp thưởng thức các tác phẩm điện ảnh. Hệ thống xe buýt 2 tầng từng được coi là biểu